Ngữ là thực sự cần thiết đối với cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Tháng 6 năm 1911, anh ba rời Sài Gòn lên đường sang Pháp, qua Singapore, Colombo, Ấn Độ Dương, eo biển Suez, biển Địa Trung Hải, và cuối cùng đặt chân lên hải cảng thành phố Marseille của nước Pháp. Sau đó, Nguyễn Văn Ba vẫn tiếp tục làm việc trên chiếc tàu buôn này. Năm 1913, tàu cập cảng New York, Mỹ, Nguyễn Văn Ba lên bờ và mang theo suy nghĩ ban đầu rằng Mỹ là đất nước tự do, có thể sẽ giúp được Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của người Pháp. Nhưng cùng thời gian, Nguyễn Văn Ba đã được chứng kiến những góc độ khác của đất nước Mỹ. Đó là sự phân biệt chủng tộc giữa người da trắng đối với người da đen. Năm 1914, cùng khoảng thời gian nổ ra đại chiến thế giới lần thứ nhất, Nguyễn Văn Ba đặt chân lên Vương quốc Anh. Lúc đó là một đế chế mạnh trên thế giới, nổi tiếng với câu nói mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh. Nguyễn Văn Ba làm nhiều công việc quét tuyết trên phố, sau đó được nhận vào làm phụ bếp trong khách sạn Carlton, một khách sạn 5 sao lớn ở London. Thời gian này, Nguyễn Văn Ba cũng đã tranh thủ học thêm tiếng Anh. Năm 1918, khi đại chiến thế giới lần thứ nhất kết thúc, Nguyễn Văn Ba quay trở lại Pháp, tiếp tục con đường đi tìm đường cứu nước của mình. Có thể tóm lược lại quãng đời này của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giai đoạn nổ ra đại chiến thế giới lần thứ nhất. Người đã có mặt ở nước Anh, nhưng chưa có hoạt động gì cho quê hương. Thời gian này, người tập trung học tiếng Anh và làm việc trong khách sạn Carlton bằng nghề phụ bếp. Thời gian, người làm việc trên tàu buôn của Pháp. Việc của người là phụ bếp, mà trong tiếng Anh gọi là second cook. Nguyễn Ái Quốc là ai? Từ đâu đến? Cái tên Nguyễn Ái Quốc bắt đầu xuất hiện tại Paris bằng bản yêu sách gửi chính quyền Pháp tại hội nghị Versailles giữa các bên tham chiến đại chiến thế giới lần thứ nhất, đòi các quyền tự do cơ bản cho người dân An Nam. Tên của nước Việt Nam thời bấy giờ bao gồm quyền được học hành, quyền bầu cử. Tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc hay người yêu nước họ Nguyễn cùng bản yêu sách đã lan truyền đi khắp đất nước Pháp, khiến các lực lượng an ninh tình báo của Pháp đều ra sức tìm kiếm lai lịch và tung tích của con người này. Nguyễn Ái Quốc chính là Nguyễn Tất Hành, chàng trai trẻ sinh ra ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Nhưng chính quyền Pháp đã không thể bắt Nguyễn Ái Quốc vì lúc này Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt động của Đảng Xã hội Pháp. Nguyễn Ái Quốc ở nước Pháp 7 năm, học tiếng Pháp và viết báo. Nguyễn Ái Quốc cũng bắt đầu tiếp cận tư tưởng của Lenin, nhà cách mạng vĩ đại của nước Nga, và bắt đầu học tiếng Nga, ngôn ngữ thứ 5 của Nguyễn Ái Quốc. Trong khoảng thời gian này, các nhà lãnh đạo lớn của một số nước cũng đang học và làm việc ở Pháp như Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình. Thái Lan có ngài Pridi Panmunjom,
Tuy nhiên lúc này Nguyễn Ái Quốc và ngài Pridi Phanomyong chưa gặp mặt và quen biết nhau ở Paris. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc ở tại nhà số 9 phố Công Quang. Đây là nơi ở cuối cùng của Nguyễn Ái Quốc tại Paris. Khoảng thời gian này, Nguyễn Ái Quốc sống và được những người Cộng sản trong Đảng Cộng sản Pháp và Đức giúp đỡ trước những con mắt dò xét của cảnh sát Pháp. Từ Pháp, Nguyễn Ái Quốc lên tàu hỏa vượt biên giới đến thành phố Hamburg, Đức. Sau đó đi đường thủy tới thành phố Petrograd hay Saint Petersburg ngày nay, và tiếp theo là Moscow, với mong muốn tìm kiếm cơ hội được gặp Lenin, nhà lãnh đạo cách mạng Nga mà Nguyễn Ái Quốc luôn kính trọng. Nhưng khi đến nơi, Nguyễn Ái Quốc mới biết rằng Lenin vì mắc trọng bệnh đã qua đời trước đó. Trong thời gian khoảng một năm ở nước Nga từ năm 1923 đến năm 1924, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Lin và làm việc cho Quốc tế Cộng sản. Tổ chức này đã cử Nguyễn Ái Quốc về hoạt động ở khu vực biên giới Trung Quốc-Việt Nam dưới sự chỉ huy của tướng Mikhail Borodin. Thời gian về hoạt động ở biên giới Việt Trung, Nguyễn Ái Quốc đã được gặp một nhà cách mạng khác của Việt Nam lúc bấy giờ là Phan Bội Châu, một người đồng hương Nghệ An. Mặc dù hai nhà cách mạng đi theo hai phương thức khác nhau, Nguyễn Ái Quốc theo Cộng sản, theo chủ nghĩa Mác Lênin, Phan Bội Châu muốn nhờ sự giúp đỡ của Nhật Bản. Nhưng cả hai cùng có một điểm chung, đó là mục tiêu giải phóng đất nước, giành độc lập cho dân tộc, và vẫn có thể phối hợp với nhau trong các hoạt động. Thắng sóng thân, mì u đồm càn điều càn, tàng vi thi càn, tè xá mát rua mư càn, nè càn thăm ngàn, phước bao mái điều càn đai khắp. Năm 1927, tình hình chính trị nội bộ ở Trung Quốc căng thẳng. Tường Giấy Thạch, lãnh tụ Quốc dân đảng, tiếp tục con đường của Tôn Giật Tiên, xung đột với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tình thế lúc này buộc Nguyễn Ái Quốc phải rời Trung Quốc và quay lại nước Nga và ở lại nước Nga thêm một năm nữa. Mùa thu năm 1928, trong vai một nhà buôn Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã xuống tàu ở thành phố cảng Genoa, Italy, đến Singapore. Từ Singapore, Nguyễn Ái Quốc được những người bạn trong nhóm Nam Dương giúp đỡ lên chiếc tàu Kora vượt biển sang hoạt động ở nước Siem, tên cũ của nước Thái Lan bây giờ. Khi Nguyễn Ái Quốc từ Pháp trở về châu Á, lần đầu tiên người đặt chân lên bờ là ở Singapore, sau đó là Thái Lan tại cảng BI. Năm 1928, tàu Kora cập cảng BI ở Bangkok. Lúc này chưa có cảng Klong Toei ngày nay. Sau đó, người đi lên phía Bắc Thái Lan và ở tại bản Đô Ông, làng Pà Mạc Pháp, thị xã Phi Chịt, tỉnh Phi Chịt, nơi có nhiều gia đình người Việt sinh sống và lấy tên Thái là Thầu Chín, hay ông già người Trung Quốc theo tiếng Thái, và Thầu Vông. Từ Phi Chịt, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục dừng chân ở các tỉnh Udon Thani, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom nhằm gây dựng phong trào cách mạng và tìm kiếm lực lượng trở về cứu nước nhà.
Khi Nguyễn Ái Quốc đến Thái Lan năm 1928, người lấy tên Thái là ông Chín và ông Vuông. Người lên bờ tại cảng Bi, khu vực phố Tô Ộc ngày nay. Ngày ấy chưa có cảng Klong Tơi. Sau đó, người đến trú ngụ tại ngôi chùa Việt Nam ở phố Yawarat. Lúc ấy được gọi là chùa An Nam, tên cũ của nước Việt Nam bây giờ. Sau đó, người đi lên phía Bắc Thái Lan, ở tại bản Duong, làng Pamakhap, thị xã Phi Chít, tỉnh Phi Chít. Đây là nơi chứng kiến nhiều biến cố lịch sử gắn với người và nước Thái Lan. Tỉnh Phi Chít